Bắt ở đây, bắt bó ký vào. Để mẹ đi lấy giấy. Con xin giấy bút. Để cho nó ký vào. Mày ký vào hoặc tao thả mày về ngay. Tao ký. Đây mày còn bướng rồi đây. Bắt mày ký. Đây giấy ký là đem lại. Giấy đây. Ra đây. Ra ký đây. Nhanh lên. Ký vào. Nhanh lên. Mày đi nhanh không? Tao đọc khi nào mày ghi như thế. Cầm bút vào ký đi. Mày đừng nói nhiều tao nhé. Nói vậy đi. Nói gì đi. Cho xong đi. Ký vào. Nhanh lên. Ở giờ. Tao đọc khi nào mày ghi như thế. Còn đây này, mày đang lừa gia đình nhà tao. Bộ mặt thật của mày ấy, giả tạo như nào ấy thì mày lộ ra hết đi. Trước mặt bố ấy thì mày giả vờ là tốt, mày giả vờ là con. Nhưng sau lưng ấy mày nói bố tao ra cái gì không? Mày nói bố tao ra cái gì? Mày còn đánh đập bố tao, mày đuổi bố tao ra khỏi nhà. Này còn như thế cơ. Mà gì trông khuôn mặt như này mà sao? Mày đi vào đây. Đi vào đây ngay. Mày đi vào đây nói chuyện với mẹ tao đàng hoàng. Đi vào. Đi vào. Đi vào không? Gì nữa? Đi nhanh lên, nhanh chân lên. Đi vào. Bác. Bây giờ là mày như nào? Mày mở mồm nói luôn. Xem nó như thế nào. Mày mở mồm ra. Nói không? Đứng ra đây. Mày nói. Bác thả cháu về luôn. Thả gì mày? Làm gì có nói chuyện thả đây nhỉ? Tao chưa thấy đứa nào mất dạy như mày nhỉ? Cả chiều giờ anh Kiên rốt cháu là cháu ó quá cho cháu ăn cơm với ở chỗ đó. Cơm đâu rồi tao cho mày ăn. Mày không có cơm đâu mà ăn. Mày còn biết đói à hả? Giờ bác thả tao về, nhưng nó không ở đây đâu. Sổ đỏ mày chưa trả, mày còn chưa đưa ra đình nhà tao đâu ấy. Sổ đỏ bố cho em mà. Mày là bố cho. Mày đưa, hiểu chưa? Em trả rồi thì cả tay bố tôi xử lý em trả rồi thì cả. Đây, con gái đây, con gái ruột đây. Rõ ràng là mày lừa nhà tao, bây giờ mày cứ bảo là bố tao cho mày. Thôi tốt nhất bây giờ con hồn đưa sổ đỏ đi. Cháu không giả, bố cháu cho vợ chồng cháu rồi thôi, cháu không giả. Đấy, bây giờ mày cũng tham lam hay không muốn trả cho. Bố cháu bảo là bây giờ cho vợ chồng cháu rồi, bây giờ vợ chồng Kiên không đói hay gì cả rồi. Mày cho gì mày? Này, mày cho ấy, à bố tao cho mày ấy. Thì lại kiểu khác mày hiểu chưa, tao không bao giờ ấy mà tao nhốt mày ấy, mày này. Mày hiểu không? Còn đây này, mày đang lừa gia đình nhà tao. Bộ mặt thật của mày ấy, giả tạo như nào ấy thì mày lộ ra hết đi. Trước mặt bố ấy thì mày giả vờ là tốt, mày giả vờ là con. Sau lưng ấy mày nói bố tao ra cái gì không? Mày nói bố tao ra cái gì? Mày còn đánh đập bố tao, mày đuổi bố tao ra khỏi nhà. Này còn như thế cơ. Mà gì trông khuôn mặt như này mà sao mưu mô xảo quyệt thế? Bây giờ ý mày như nào? Giờ anh thả mày về, em ngủ đây thôi. Thả mày về như lần trước à? Giờ thả làm sao được con đấy không? Lần trước thả nó ra rồi, xong rồi nó về nó lên mặt. Nó xúi bố con này, nó xong rồi nó xúi thằng Dũng để xem từ mặt cả con. Bắt xong rồi xúi cả bố con để từ mặt con luôn. Bây giờ mày nghĩ thả mày dễ dàng mày thế à? Là mày từ khi mà mày đi vào gia đình nhà tao nhá, tất cả mọi người hiểu nhầm tao, hiểu nhầm Thư. Tất cả mọi người nghĩ sai về tao đấy, mày hiểu chưa? Làm khổ mọi người. Tự nhiên gia đình đang yên ổn, cái con này về một phát làm mọi chuyện bây giờ nó như thế này đâu bác ạ. Xui dục gì? Bây giờ cái ông Thắng ông vậy cũng đẻ ra cái Thư, mà cái Thư cũng là con của ông Thắng. Mà sao có quyền gì mà xui dục thì ông như thế, dạy như thế. Bây giờ chị Thư với chồng bên kia rồi, thì giờ chị lo nhà chồng, chứ lo thì nhà cháu. Nhưng mà bên đấy nó có quyền được. Bây giờ mày hay thật đấy, bây giờ tao là con gái bố tao. Đi lấy chồng là chuyện của lấy chồng, nhưng mà bây giờ là vẫn phải hai bên chứ. Bây giờ mày lại bảo tao là chỉ không được về bên đấy à? Bây giờ tốt nhất là tao xin mày luôn. Là mày tránh xa thằng Dũng, với cả là rời xa rồi nhà bố tao đi. Ôi trời ơi, anh chẳng quyền gì cả, bây giờ vợ chồng em đăng ký hôn với nhau rồi, anh bảo là chúng ta. Mày bỏ được nha mày. Bây giờ bố còn không bảo là bỏ gì cả, mà anh bảo anh mới là rẻ thôi. Loại mày chỉ về nhà đấy để mày lợi dụng tài sản chứ mày yêu thương gì thằng Dũng đâu. Mày bỏ luôn đi. Nếu như ấy mà mày bỏ được thằng Dũng và mày tránh xa gia đình nhà bác ra, tao thả mày về. Tao sẽ không bao giờ ấy tao tính toán cái gì cả, giải quyết êm đẹp hòa bình, nói chuyện đàng hoàng. Em không. Còn đừng để tao phải xuống nói chuyện với bố mẹ ngoài. Nếu như mà mày thích nha, tao gọi bố mẹ mày luôn.
Nhẹ không ưa, tao sẽ tìm mọi cách tao lấy lạc với bố mẹ mày. Tao tìm nó gọi điện cho bố mẹ mày. Kể cả như bố mẹ mày ở đâu tao tìm bằng được. Mày bây giờ mày nghĩ là mày lừa đảo, mày lấy tài sản để làm gì? Bây giờ mày chưa đuổi được bố ra, mày chưa đuổi được tao với cả Thư ra, nên là mày chưa bán được đúng không? Chưa bán được đúng không? Em chả có bán gì cả. Giờ bác tao cháu giờ mất phải... Ủa, cái tay mày ra này. Mày đừng có nịnh bợ bác nhá. Tốt nhất mày cứ mang sổ đỏ mày rẻ đi. Mày không nịnh bợ bác làm gì cả, mày chưa? Ai cái bộ mặt thật của mày rồi. Mày đừng có nịnh bợ mẹ chồng tao. Nói nhẹ không vừa lặng thì bắt đầu đi ấy thì. Cháu không giả, đây là bố cháu cho cháu rồi, cháu giả làm gì. Nói đi bác. Cho lúc nào nó vẫn như thế. Nó vẫn tăng cao như thế. Thế bây giờ mày định không giả thì mày định như nào, ăn phí luôn à? Cháu cũng chả giả. Đấy, con ăn nói đồ này bướng không? Bác nghe được không? À, bây giờ mày như nào? Tôi thấy mày hơi bô lão rồi đấy. Bây giờ mày ấy đi. Để cho cái thứ nó đừng không phải nói nhiều. Bây giờ lấy giấy bút ra để cho nó ký. Bắt nó giả lại sổ đỏ đi. Bắt ký chị ạ. Bắt ở đây, bắt nó ký vào. Để mẹ đi lấy giấy. Để cho nó ký vào. Mày ký vào hoặc tao thả mày về ngay. Tao ký. Đây, mày còn bướng với đây. Bắt mày ký. Đây, cầm đen lên. Đây, ký đi. Nhanh lên. Ký vào. Nhanh lên. Mày đi nhanh không? Tao đọc khi nào, mày ghi như thế. Cầm bút vào, ký đi. Mày đừng nói nhiều tao. Nhưng mà đừng nói nhiều. Nói vậy đi. Nói gì đi. Cho xong đi. Ký vào. Nhanh lên. Ở đây. Nhanh tao thả về. Tao về. Tao đọc khi nào, mày ghi như thế. Xong, ký. Thế bây giờ mày có ký không? Thế đấy nhá. Chưa con đứa nào nó nhìn thì mày cơ mà. Chưa bao giờ rồi vẫn không sợ. Nhưng mày bây giờ phải làm như thế nào mày nếu sợ. Như mày nhá thì mày đừng mơ là mày về được. Rồi Dung là rồi chồng tao cũng đón thôi. Giải cứu rồi. Bây giờ mày còn cứu được mày đâu. Chồng Dung mày... nhà tao ấy rồi nhưng mà bộ mặt thật của mày á. Nó chả sợ mày mà phát khiếp lên đấy. Cái con này nó giả tạo nhờ. Nó giả tạo mày à. Vợ chồng tao lừa, vợ chồng tao hỏi chồng tao lừa phải. Chồng tao với ai? Tao với ai mà dậy với mày nhá. Đừng có tao. Mày tao với ai đây hả? Đây có người lớn đây mà ăn nói lịch sự vào. Chứ không phải nhãi nhanh cho mày đâu mà nói về bạn đấy. Không tôn trọng tao, tao chẳng tôn trọng lại đâu. Cái gì? Mày mà còn tôn trọng à? Mày có thân người tao chưa? Từ bạn là gái gậy. Mày có thân người tao chưa? Dạ. Được. Sao? Ngồi đây. Có to mồm à? Tốt nhất là cho anh dậy. Ngồi xuống đây. Mày ngồi xuống. Mày làm cái gì mà mày bắt tao thế? Ngồi xuống. Mày ngồi xuống không? Ngồi xuống. Cái này lừa tao bụng cho mày ngang chân luôn. Ký vào đây. Ký vào đi. Đây đây, cú đầy ký đặt hết đàng hoàng nào. Đấy. Ô hay mày bướng thế. Bướng vừa thôi chứ. Mày bướng à? Hả? Bướng à? Bướng vừa thôi. Mực vừa dưới đây, ghi vào. Tao ở đâu chúng ta chứ mày điên à? À rồi, mày đi nó. Thôi, không động nó nữa. Này, mày thái độ nhá, mày bướng đúng không? Mày thái độ đúng không? Nốt lo ngon tờ. Khi nào nó ăn nằm luôn mình cảm giác xịn rồi. Hành hạ mày cho mày có luôn ấy. Không phải ăn được con là không giả đâu. Thôi vợ chồng tao cũng sẽ bán sớm nhà thôi. Mày tất khách mày bán nhà làm sao ấy. Đấy, trước mặt bác thắng này định ngọt các kiểu nha. Đấy, show luôn có pháp. Lật mặt ngay. Sau lưng một cái đó lật mặt nó bảo là bán nhà luôn. Nó thắng mặt luôn mà gì. Mày nghĩ gì mà tao để cho mày bán nhà của tao đi. Giờ bây giờ sổ đỏ cho tao, tao có quyền bán bây giờ mình cảm. Thì cả ông thắng bán chả được đâu. Giờ sổ đỏ cho tao rồi. Giờ mày thả tao về đi. Bảo bán nhà. Mày nghĩ thả mày về à? Bây giờ tao cho mày đúng 2-3 ngày mày suy nghĩ lại. Còn nếu như mà mày thích nhá thì tụi mày ở ngoài đấy đến khi nào mày cảm thấy như mày đói mày không cố sức nữa thì giờ mở mồm ra nó cho mày ký xong. Nếu như mày đàng hoàng, mày biết ăn năn hối cải nhá, tao thả mày về. Còn nếu như mà không nhá thì tao gọi bố mẹ mày lên đây để cho bố mẹ mày biết là bộ mặt của mày như nào. Mày từ cái lúc ấy, này, từ cái lúc ấy mà mày đã gây ra chuyện cho nhà tao ấy là tao chưa nói chuyện gì hay tao chưa đả động gì đến gia đình nhà mày đâu. Đừng để tao phải lần mò xuống nhà mày. Đừng để mày biết nhà tao mà xuống cả biết tao đâu mà gọi. Này, mày biết nhà tao xuống đấy. Tao tìm chỉ cần một 4-2 tiếng là ra nhà mày. Yếu gì cách để tìm nhà mày với cả bố mẹ mày. Thứ nhất là bị. Mày nghĩ mày tao tìm được không? Cái mặt mày á, tất cả mọi người đều biết rồi. Muốn về nhà mày á, cả bố mẹ mày dễ thôi con ạ. Mày nghĩ tìm nhà mày khó lắm à? Hả? Bố mẹ không? Đâu bố mẹ
tôi là gì? Ông về tôi bố mẹ tôi giờ cái gì đâu? Thì đóng cái này nó lốt cho nó chứ. Kìa ngoài. Đi đi nhanh. Có nạn à? Hả? Đi. Mày đi không? Mày đi không? Đi nhanh. Nhưng ra tao về đi. Đi rồi có. Cái gì?